Thường là em rất là hay gọi video call về cho gia đình. Nhưng mà cái ngày hôm đó em gọi video call về cho mẹ thì mẹ không bắt máy. Em đi về thì em mới biết là mẹ em bị tai nạn. Mẹ em bị tai nạn và mẹ em giấu em. Đây đóng được nhiều nhân vật khác nhau. Nó cho em biết được góc cạnh ở ngoài xã hội nó như thế nào. Mỗi người sẽ có một cách cảm nhận về đời sống khác nhau. Thì đó cũng là một cái điều mà em rất thích ở kính chào bạn đó. Thật ra đây là một cái công việc mà không thể nào quên. Chắc có lẽ là một cái công việc mà em làm nhưng mà nó cũng không có vì tiền nữa. Và em làm để phụ mẹ em. Đó mẹ em có buôn bán, có bán vé số, cái này cái kia. Thì lúc đó là em có phụ mẹ em thì mới biết là mẹ em bị tai nạn. Mẹ em bị tai nạn và mẹ em giấu em. Mẹ em muốn nói là chặng đường 5 năm đó thì vai diễn nào khiến em cảm thấy hạnh phúc? Thật ra cái vai diễn đầu tiên trong Mùa Ái Hương năm ấy là một cái vai diễn đối với em là một kỷ niệm đánh dấu bước đầu em khi mà bước chân vào con đường nghệ thuật. Còn nếu mà cái vai diễn mà làm cho em nhớ nhất và hạnh phúc nhất chắc có lẽ là cái vai, hai vai là vai Đại trong phim Sử 13 và vai Sang trong Bố Già. Em thích nhất là vai Sang trong Bố Già. Đó là một cái nhân vật theo em nghĩ rằng rất là khó. Và nó có một số gì đó nó tương đồng với tính cách của em ở ngoài. Cộng với lại là khi mà em được làm việc thì em được hỏi rất là nhiều thứ. Từ anh Xin, từ ekip. Và em thấy là mọi người chỉnh chu trong cách làm việc. Cũng như là em học hỏi được rất là nhiều thứ. Và cái điều đặc biệt hơn nữa là mọi người đón nhận cái sản phẩm đó và thương nhân vật Sang. Thì cái điều đó là cái điều mà khiến em hạnh phúc nhất.